Trong chiếc bao này mình đang đựng một cây cơ trị giá 120 củ anh em nhé. Và nếu anh em muốn biết đây là cây cơ gì thì xem tới cuối video nhé. Nếu anh em nào tinh mắt thì sẽ nhận ra ngay đây là logo trên bao cơ, là logo của Predator. Và trên túi vải bảo vệ cơ cũng có dòng chữ Predator. Vậy thì chắc chắn nó là của Predator rồi. Còn đây là cây cơ Predator gì? Chuôi Predator Eagle đại bàng đi kèm với ngọn carbon Revo. Và về giá thì chuôi khi về đến Việt Nam rơi vào khoảng 120 triệu, còn phần ngọn thì khoảng 15 triệu và tổng thiệt hại là khoảng 135 triệu cho cả cây cơ này nhá. Phần nổi bật nhất trên thân cơ là nguyên một con đại bàng biểu tượng của nước Mỹ, được xử lý thủ công rất là chi tiết bằng cách sử dụng phối hợp rất nhiều loại vật liệu. Dạ từ dưới lên trên thì phần cuối chuôi cơ được làm bằng titan, được khắc laser số thứ tự 2/100, có nghĩa là đây là cây cơ số 2 trong tổng số 100 cây cơ được sản xuất giới hạn toàn cầu. Mặt bên kia là logo của Predator và con báo rất là đặc trưng. Phía trên là phần dinh tròn khá là cầu kỳ với việc sử dụng 3 loại vật liệu. Phần lấp lánh chính là phần báo ngư, phần trắng là Zuma hay còn gọi là ngà voi nhân tạo, và phần đen là gỗ Ebony hay là gỗ mun. Phần chuôi dưới được khảm cực kỳ chi tiết với 8 chỉa, chia làm 4 chỉa ngắn và 4 chỉa dài trên nền gỗ là Curly Maple hay còn gọi là gỗ phong xoăn, với các chi tiết vằn vằn vẹn vẹn màu sậm dọc theo thớ gỗ nhìn đặc trưng như này này. Phần chỉa dài được khảm chủ yếu bằng vật liệu là vàng, cao cấp và đắt đỏ. Tổng cộng thì có 4 cái chỉa dài. Phần chỉa ngắn sử dụng cái gỗ là Slake Wood. Đây là một loại gỗ thuộc top đắt nhất thế giới vì cái độ quý hiếm và họa tiết nó giống da của một loại rắn ở Nam Mỹ. Và điểm nhấn phần chỉa ngắn là một cục vàng nho nhỏ hình thoi như này này. Quay lại phần chỉa dài thì bọc phía bên trong lớp vàng là một lớp Zuma trắng hay còn gọi là ngà voi nhân tạo. Và bên trong cùng lấp lánh chính là báo ngư đại dương anh em nhá. Ngăn cách phần chuôi dưới và phần tay cầm là phần dinh tròn trang trí thì cũng giống như là ban nãy mình giới thiệu thôi. Phần tay cầm thì là phần đẹp nhất và nổi bật nhất của cây cơ rồi, với nguyên một con đại bàng được khảm chi tiết bằng cách là kết hợp rất nhiều loại vật liệu. Phần nâu nâu chủ đạo là gỗ Cocopolo, một loại gỗ cũng rất là quý hiếm và cứng cáp. Phần mỏ của con đại bàng anh em được nhìn thấy này, nó làm bằng chất liệu vàng, tương tự với phần chân nhé. Phần đuôi của đại bàng được trang trí lấp lánh bằng bào ngư và nó sẽ thay đổi màu sắc theo góc nhìn của anh em. Phần bóng vuốt thì được làm bằng hợp kim nhôm đánh bóng cao cấp. Phần nhôm này thì cũng xuất hiện để trang trí cho cái phần lông vũ ở bên cánh đại bàng, giúp cho tạo điểm nhấn. Và mắt của đại bàng thì được khảm bằng vật liệu bào ngư nhé. Và toàn bộ con đại bàng được khảm trên nền gỗ là gỗ mun đen Ebony, khiến cho toàn bộ phần tay cầm cực kỳ nổi bật và cứng cáp luôn. Và kéo lên phần thân trên thì ngăn cách phần tay cầm và phần thân trên vẫn là một cái phần dinh tròn đồng bộ tổng thể cả cây cơ. Và như thường lệ thì toàn bộ kết cấu chỉa của phần thân dưới sẽ được bê nguyên xi lên phần thân trên, cũng với 8 chỉa, chia đều 4 ngắn, 4 dài. Và điểm khác biệt là độ dài của các chỉa ở phần thân trên sẽ dài hơn, đồng nghĩa với việc là nhiều vật liệu vàng, bảo ngư và gỗ sẽ được sử dụng ở đây hơn. Nền gỗ gốc thì bên trên vẫn là nền gỗ Curly Maple thôi, là gỗ phong xoăn. Và gen của cây cơ là gen Radian, mình lựa chọn cái ngọn để gắn vào là ngọn Revo Radian size 12.9. Và cái ngọn này quá nổi tiếng rồi nên là mình xin phép là không giới thiệu nhá. Tổng thể thì đây là một cây cơ cực kỳ cá tính, với phần khảm phải nói là quá là chi tiết. Cây cơ này phục vụ cho mục đích sưu tầm nên là mình sẽ không bán ra anh em nhé. Tiếp theo thì anh em muốn mình mua thêm cây cơ gì để review thì anh em comment bên dưới. Còn bây giờ thì bye bye anh em.